Những điều thú vị về cây cổ thụ được phong là quốc chúa đô mộc Dã Đại Vương. Đây là cây dã hương nghìn năm tuổi nằm trên địa phận của thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Kề ngay bên đình Viễn Sơn nên tạo ra một cái bức tranh phong cảnh của một ngôi làng cổ đầy cổ kính. Và thân cây thì to khoảng 10 người ôm, với chu vi chỗ to nhất là 17,4m và chỗ nhỏ nhất là 8,4m. Và cây cao khoảng 36m, lớp vỏ cây dày trung bình khoảng 15cm. Cây dã hương có hoa nhỏ màu vàng nhạt và nở vào cuối mùa xuân, tỏa hương vào ban đêm. Và thân cây thì có chứa tinh dầu rất là thơm, và đốt lên thì thơm như là hương trầm. Và cây thuộc dòng họ nhà Long Não và là loại cây rất là quý, có thể sống hàng nghìn năm tuổi. Và điều đặc biệt là vào thế kỷ 18, cây dã hương này đã được vua Cảnh Hưng sắc phong là quốc chúa đô mộc Dã Đại Vương, nghĩa là cây dã hương lớn nhất của nước ta, và được trường Viễn Đông Bắc Cổ, nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, xếp vào loại cây cổ thụ hiếm có của Bắc Kỳ, cần đưa vào gìn giữ và bảo vệ. Cây cũng được ghi tên in ảnh trong từ điển Bách Khoa La Rose của Pháp và giới thiệu tại hội chợ Marseille năm 1932. Và vào năm 2012 thì Cục Di sản Văn hóa Việt Nam quyết định công nhận cây dã hương của xã Tiên Lục là cây di sản Việt Nam.